Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thầy Hỏi Poly. Các bạn thân mến, với clip này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mình sẽ thiết kế một cái trang landing page với WordPress như thế nào ha. Thì tại sao mình phải xây dựng trang landing page? Nghĩa là một mẫu quảng cáo trên Facebook, khi các bạn thấy các bạn click vô á, thì các bạn sẽ thấy có các trường hợp như sau. Cái quảng cáo đó sẽ click vào cái gửi tin nhắn ha. Thì cái này thường thường là bán những cái sản phẩm cụ thể thời trang này nọ đó. Thì các bạn sẽ thấy là nút gửi tin nhắn, tức là người ta xem tin xong, xem hình xong thì người ta sẽ click vào cái gửi tin nhắn. Đó là một cái dạng thứ nhất của quảng cáo Facebook. Dạng thứ hai thì là sẽ ra một cái trang web. Thì các bạn sẽ thấy là ví dụ như người ta quảng cáo một cái thông tin gì đó thì có thể là nó ra luôn một cái trang web cụ thể hoặc là một cái trang link bay. Thì trang landing page nó như thế nào, trang web nó như thế nào thì các bạn coi sơ qua ha. Nghĩa là khi người ta click vô một cái mẫu quảng cáo như thế này nè, thì nó sẽ ra một cái trang landing page như thế này. Thì trang landing page nó có cái gì? Đương nhiên nó có thương hiệu, nó có banner, nó có nút action ha, và nó có những cái thông tin cần thiết cho cái chiến dịch quảng cáo đó. Rồi, bây giờ thì các bạn đăng nhập vào cái tài khoản mình đã đăng ký ở Tenten. Rồi, các bạn vào cái trang quản trị. Sau đó thì các bạn vô cái phần hot của Tenten. Với cái hot này, trước tiên thì các bạn sẽ xem thử cái thông tin hot cụ thể nó như thế nào ha. Rồi, xem thông tin ở đâu, các bạn nhìn bên tay phải nè các bạn ha. Thì các bạn sẽ thấy là với cái hot Tenten cho miễn phí của mình á, thì sẽ được là 3 cái database. Cho nên mình mới sử dụng một database cho website chính thôi. Thì mình còn 2 database còn lại mình có thể là sử dụng cho website landing page hoặc là một website nào khác cũng được ha. Rồi, cái không gian của mình cũng còn rất là nhiều, cái này mới có 200 mấy thôi. Rồi, vậy là mình có thể là tạo thêm một cái trang landing page cho một cái subdomain nữa là ok. Thì các bước thực hiện để tạo landing page trên subdomain này nó như thế nào ha? Thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn vô phần domain ha. Các bạn tìm đến subdomain. Rồi các bạn đặt cho tôi một cái tên subdomain. Ví dụ như tôi sẽ làm một cái landing page về một cái sản phẩm cụ thể nào đó, hay là một cái sự kiện cụ thể nào đó, hay là một cái chiến dịch cụ thể nào đó ha. Thì các bạn đặt tên cụ thể luôn. Ví dụ như tôi đặt tên là giày, giày nam đó. Thì chừng nữa là cái subdomain của mình là giày nam .ongtia.id.vn. Rồi tôi tạo. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là có một cái đường dẫn là giày nam.ongtia.id.vn ha. Rồi go back. Rồi sau khi mình chọn subdomain xong thì mình trở lại cái hosting. Với cái hosting này, cái bước tiếp theo mình sẽ làm cái gì? Mình sẽ tạo database. Các bạn click vào cái MySQL database. Các bạn sẽ đặt tên database là giày nam. Rồi các bạn tạo database. Go back. Sau khi tạo tên database xong thì các bạn phải add cái user vào cái database đó. Nó sẽ giống như cái website chính của mình vậy. Hiện tại cái subdomain của mình sử dụng database này. Database này nó chưa có user ha. Thì bây giờ mình không cần tạo user mới, mình có thể là sử dụng user admin này ha. User admin này nè, mình sẽ add vào cái giày nam luôn. Rồi các bạn click add. Rồi các bạn chọn tất cả. Đây là những phương thức truy cập database. Rồi ok, thành công. Thì các bạn trở về cái hosting. Rồi sau khi mà các bạn đã có subdomain, sau khi các bạn đã có một database mới ha, database mới này đảm bảo rằng đã add user. Đây, cái user lúc này là admin ha. Add vô cái database giày nam. Đây là admin của trang chính. Rồi các bạn sẽ trở về cái hosting. Và các bạn chọn cái phần quản lý file ha. Các bạn chọn file manager. Thì lúc này các bạn sẽ thấy trong cái thư mục này sẽ xuất hiện thêm một cái thư mục là giày nam.ongtia.id.vn. Các bạn click vô đây. Rồi các bạn xóa cái này ha. Rồi các bạn sẽ upload một cái sự code WordPress mới lên đây ha.
Nếu bạn nào chưa có Succot WordPress thì các bạn vào cái đường link là wordpress.org, vào trang góc nha, không có .com ha, và vào .org. Thì lúc này các bạn sẽ download cái WordPress về. Đây là cái bộ khung của website, lấy phiên bản mới nhất luôn. Rồi sau khi các bạn download xong, các bạn mở cái file đó lên và các bạn giải nén. Rồi sau khi các bạn giải nén thì các bạn sẽ mở cái thư mục WordPress vừa giải nén lên. Rồi đối với cái thư mục vừa giải nén xong thì các bạn vô thẳng các file và thư mục của WordPress. Các bạn Ctrl A quét tất cả. Các bạn nén lại một lần nữa. Và các bạn chọn cái đuôi nén là zip. Rồi các bạn OK. Và bây giờ các bạn sẽ upload cái file WordPress.zip này nè lên cái hot subdomain mới nãy mình vừa tạo. Đây. Rồi sau khi các bạn giải nén thành công thì các bạn trở về thư mục gốc lại. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là trong cái thư mục giày nam.ongtía.id.vn có cái thư mục, có cái file WordPress. Các bạn extract ra, bấm chuột phải extract. Các bạn extract here, extract file. Rồi lúc này đã extract file xong thành công ha. Các bạn đóng cửa sổ này lại. Bây giờ các bạn mở cửa sổ mới. Các bạn gõ domain sub là giày nam chấm website chính của mình. Các bạn enter. Thì lúc này các bạn bắt đầu cài đặt WordPress ha. Rồi các bạn có thể chọn tiếng Việt để các bạn cài đặt. Quá trình cài đặt giống như mình cài đặt website chính. Tại vì đây là cái bộ nguồn, cái bộ sụt của WordPress ha, cái khung sườn. Cho nên mình cài y chang. Tên database. Thì cái tên database là cái tên mình mới tạo sau này á. Thì các bạn để chắc ăn thì các bạn trở lại cái hot. Các bạn vô phần database. Các bạn copy cho chắc ăn ha. Đây. Copy nguyên cái này các bạn. Ctrl C. Nguyên cái này. Ctrl C. Các bạn dán vô đây. Tên người dùng. Thì đây là cái tên username mà mình add vô đây nè. Đây nè. Add vô đây. Thì cái này là nguyên cái này. Ctrl C. Và cái này các bạn để nguyên ha. Localhost với WP để nguyên. Gửi. Rất tốt, bạn đã hoàn thành phần lớn quá trình cài đặt WordPress, đã có thể kết nối với cơ sở dữ liệu của bạn. Nếu bạn sẵn sàng, đã đến lúc để bắt đầu cài đặt. Rồi, bây giờ mình cài đặt website mình tên gì thì mình gõ đây. Đó. Tên người dùng. Đây là cái username và password để mình đăng nhập vào trang quản trị sau khi cài đặt WordPress xong ha. Thì tôi đặt tên là admin luôn cho dễ nhớ. Cái password đăng nhập vào admin tôi đặt cho một cái password nào đó mình cũng dễ nhớ luôn cho dễ ha. Rồi cái email này là cái email của admin á. Rồi các bạn cài đặt WordPress. Rồi các bạn đã cài xong WordPress, các bạn đăng nhập admin luôn. Rồi, cái này là cái phần admin của mình nè. Rồi cái phần này có phần password của mày nè. Rồi kiểm tra cái password đúng chưa? Đúng thì đăng nhập luôn ha. Rồi lúc này thì mình đã cài đặt xong một cái WordPress cho cái subdomain. Để chạy test thì các bạn mở cửa sổ mới, các bạn gõ cái subdomain với cái ID của mình ha, enter. Đó, thì các bạn thấy là cái website mình đã chạy ngon lành rồi đó. Thì bây giờ bước tiếp theo để cài được một cái landing page thì các bạn cũng phải cài một cái theme. Sau đó mình chọn cái theme landing page là OK ha. Thì để cài theme thì các bạn vô cái giao diện. Rồi với cái giao diện này các bạn thêm mới ha. Rồi với cái theme mới này các bạn chọn cho tôi cái theme là extra. Đây.
các bạn cài đặt. Sau khi cài đặt xong thì các bạn click kích hoạt luôn. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ thấy một cái thông báo là thank you for installing Extra, tức là cảm ơn bạn đã cài đặt cái Extra. Bây giờ các bạn có lấy cái phần mà cái bộ template cho người bắt đầu hay không ha? Starter template nè, các bạn get luôn, lấy về luôn. Sau khi mà hệ thống đã active xong thì hệ thống sẽ tự động khởi động cho mình một cái phần là build your website now, tức là tự động khởi động xây dựng cho mình cái trang web luôn. Thì các bạn click vào cái build your website now luôn. Lúc này các bạn chọn Elementor ha. Rồi ok, thì đây là một cái bộ template, các bạn có thể chọn bất kỳ cái template nào. Thì cái website chính mình đã chọn cái template bán hàng rồi. Thì bây giờ mình sẽ chọn cái template là landing page. Rồi các bạn chọn landing page. Đó, đây là cái mẫu landing page. Mình thích mẫu nào thì mình sẽ lấy cái mẫu đó, rồi mình về mình sửa lại thông tin thôi ha. Và chắc chắn là mình phải chọn những cái mẫu nào mà không có chữ premium, xài đồ miễn phí ha. Xài hàng miễn phí thì không có chọn cái premium được. Cho nên tùy theo sản phẩm mà mình chọn những cái template miễn phí cho nó hợp lý là được ha. Rồi đối với những cái mẫu này thì các bạn chọn mẫu nào cũng được chứ. Quan trọng là cái phần mình sẽ trình bày nội dung layout lại. Rồi tôi lấy cái template màu đỏ này đi. Tôi lấy template màu này đi ha. Rồi ok, tôi click vô đây. Rồi sau khi mình chọn cái này xong thì các bạn sẽ skip continue. Rồi các bạn có thể chọn lại cái màu, nếu cái màu này không có hợp với cái mà không có phù hợp với cái màu thương hiệu thì có thể chọn màu khác. Đó, ví dụ như vậy ha. Có một số option luôn cho mình. Rồi, tôi chọn màu cam. Rồi, cái phông mặc định Montserrat và Notosen này là phông tiếng Việt đó. Mình không thích thì mình có thể chọn một phông khác ha. Ví dụ như là cái phông Obensen cũng là tiếng Việt nữa nè. Hoặc là Roboto là chắc chắn là tiếng Việt nè ha. Rồi, ok, tôi chọn cái này đi. Lato với Montserrat. Continue. Rồi ở đây thì nó nói là ok, bạn vừa xong những cái bước cuối cùng. Và bây giờ chúng ta sẽ cài những cái data có sẵn, những cái login có sẵn của cái bộ template này ha. Rồi các bạn đặt tên. Rồi các bạn submit. Các bạn chờ khoảng 1 phút thì cái website này nó sẽ cài đặt xong. Rồi, xin chúc mừng. Website mình đã xong ha. Các bạn có thể là view your website. Thì các bạn thấy rõ ràng là đây là một cái landing page ha. Là một cái web cài cho subdomain. Đó, thì bây giờ bước tiếp theo mình làm gì? Mình sẽ chỉnh sửa thông tin ha. Để mà dàn trang layout thì các bạn cài cái Elementor Pro ha. Để viết bài chuẩn SEO thì các bạn sẽ cài cái Excel. Thì với landing page thì các bạn không cần cài Excel, các bạn chỉ cần cài cái Elementor Pro thôi để mình sửa lại cái trang chủ này là ok. Đối với một cái landing page á, thì các bạn có thể là thông tin nó trên một cái trang, hoặc là những cái thông tin đó là những cái trang con nhỏ nhỏ như thế này thôi, ngắn ngắn như thế này thôi ha. Đó, thì cái này cũng gọi là landing page luôn. Hình dung ha, trang web này rất đẹp luôn nè. Rồi thì bây giờ mình sẽ cài cái phần là Elementor Pro.
Rồi, các bạn sẽ coi trong phần mô tả của clip này sẽ có một đường link Elementor, các bạn có thể download về và cài đặt vô ha. Thì bây giờ các bạn sẽ vào phần là login. Trong phần login này các bạn sẽ cài mới cái mới. Rồi, các bạn sẽ tải login lên. Rồi, bây giờ mình chọn cái file mình download về mình cài vô đây. Cài đặt. Kích hoạt login. Rồi, ok. Các bạn đã có một cái phiên bản login hoàn toàn mới ha. Thì cái phiên bản login này thì các bạn sẽ trình bày nội dung trang web một cách là thuận tiện nhất có thể. Thì bây giờ để chỉnh sửa nội dung nó như thế nào thì trước tiên các bạn phải vô cái giao diện. Các bạn chọn tùy biến. Thì những gì các bạn thấy trên màn hình khi các bạn rê chuột vào, các bạn sẽ thấy những cái icon là cái bút này nè, thì các bạn sẽ chỉnh sửa được ha. Đây, mấy cái này là chỉnh sửa được hết nè. Các bạn chỉ cần click vô và các bạn quan sát phía bên tay trái thì các bạn sẽ thấy được những thành phần mình cần chỉnh sửa. Đó, thì cái này là chỉnh sửa cái hệ thống menu ở phía trên này ha. Các bạn sửa lại hết tất cả, là đây là một cái trang web hoàn toàn khác ha. Nó không phải là trang web của người ta nữa, mà mình chọn những cái thông tin, những cái content nào nó đúng như ý đồ của mình thì mình thay thế vào những vị trí này thôi. Thì đây là cái phần chỉnh sửa giao diện của cái template. Còn chỉnh sửa nội dung trên trang thì các bạn trở về cái phần trước, cái phần này nè ha. Thì các bạn vô cái phần trang, tiếng Anh là bay á, thì các bạn sẽ vào cái phần là home, rồi các bạn sửa với Elementor. Thì lúc này các bạn sẽ sửa được tất cả mọi thứ ở trên đây. Khi các bạn đã cài cái phiên bản Elementor Pro rồi á, thì các bạn sẽ thấy là cái phần Pro này nè, nó hệ thống sẽ hiển thị lên hết, không có khóa phần nào hết ha. Và công việc của mình là chỉ là kéo thả mà thôi ha.